bé nó 11 tuổi, nó học lớp 6, mà mẹ nó thì bệnh giờ khối u với ung thư phổi, rồi đi bệnh viện trên Chợ Rẫy. Thì trả về giờ thở oxy trong đó, rồi không biết mất ngày nào, sống ngày nào nữa. Tội nghiệp cho thằng bé đó, nó đi cắt rau, rồi nó bán rau muống đó, rồi không có thì nó đi lụm da chai, thì nó bán, nó sống cho mẹ nó mua đồ ăn, sống qua ngày vậy đó. Mẹ con không lo được cho mẹ. Con không lo được cho mẹ rồi con khóc hả? Dạ. Học giỏi, quý khen, tiền nhiều nuôi mẹ, thì cho mẹ vui. Ở Đồng mến chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đến với video tiếp theo của Đồng. Lời đầu tiên, Đồng gửi lời chúc sức khỏe tới quý nhà hảo tâm, quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Đồng đang có mặt ở tỉnh Trà Vinh. Hôm nay thì Đồng được một người chị khán giả xem kênh có gửi hình ảnh để giới thiệu cho Đồng đến thăm một hoàn cảnh. Hoàn cảnh đó như thế nào chị ha? Hoàn cảnh mà bé nấy 11 tuổi, nó học lớp 6, mà mẹ nó thì bệnh giờ khối u với ung thư phổi, rồi đi bệnh viện trên Chợ Rẫy ở Mật Thạch á, giờ ta trả về. Cha đó thì mất năm nay là 7-8 năm rồi, còn có hai mẹ con à. Thì nó bệnh nặng quá rồi đi lên trển, thì bác sĩ trả về giờ thở oxy trong đó, rồi không biết mất ngày nào, sống ngày nào nữa. Tội nghiệp cho thằng bé đó, nó đi cắt rau, rồi nó bán rau muống đó, rồi không có thì nó đi lụm da chai, thì nó bán, nó sống cho mẹ nó mua đồ ăn, sống qua ngày vậy đó. Thì tôi cũng ở gần đây, thì thấy hoàn cảnh nó vậy thì giới thiệu cho thầy giáo Đồng lên để xem xét hỗ trợ cho mẹ con nó được đồng nào hay đó để nó mua đồ ăn với thuốc men đồ uống vậy đó. À, không hiểu sao mà khi chị trò chuyện về hoàn cảnh của bé thì em thấy chị rưng rưng nước mắt là sao chị? Hôm qua đưa về là chị buồn lắm, chị thấy chị em dâu thiệt nhưng mà chị thấy nó tội nghiệp quá. Chị lo đó hồi lúc trước tới giờ luôn. Thì chị không, nó nặng quá thì thôi nó đi bệnh viện, chị cũng để bệnh viện nhưng mà chị không có để thế nào đi nuôi nó được hết trơn á. Chị chỉ còn gia đình, chủ nghiệp nhỏ. Dạ. Chị thấy thì thương nó từ đó giờ chị em mà cùng hoàn cảnh, chồng nó mất, chồng chị cũng mất. Rồi chị em đùm đọc với nhau mà nó bệnh nặng, chị thấy với tội nghiệp. Dạ. Vậy là bé giờ là đang trong giai đoạn nghỉ hè. Nghỉ hè. Cắt rau gì chị? Cắt rau muống đó. À, rồi là bán. Bán, rồi nó bó 5.000 với chợ á. À. Rồi với đi lụm da chai rồi thêm sống vậy đó. Thì nó đi, mẹ nó đi bệnh đi thì chị nhà chị cũng chạy tới cho lôi cơm nước cho nó, nhà cửa cho nó. Dạ. Yeah. Thì để hiểu rõ hoàn cảnh của hai mẹ con như thế nào thì bây giờ Đồng với chị kính mời quý cô chú anh chị cùng đồng hành cùng Đồng với chị ở video này chị ha. Ừ. Là mình đi lối nào chị? Đi đường này. Thầy hỏi thăm xíu. Thầy có ra được đó không? Sình không hả? Con ôm rau lên hết đi. Trời ơi, sình lầy hết rồi. Cho thầy kẹp mic trò chuyện với con nhé. Yeah. Ừ. Rồi, thương quá. Ôi, rau được nhiều vậy hả? Dạ. Yeah. Rồi, con hướng lên đây này. Con khoanh tay lại, con chào ông bà cô bác đi. Chào ông bà cô bác. À, thì con đang làm công việc gì đây? Thì có thể giới thiệu cho thầy với ông bà cô bác biết được không? Dạ, con đang cắt rau muống. Trời ơi, mồ hôi mồ kê đổ thương quá. Mồ hôi nhiều chưa? Là rau muống này con cắt để làm gì? Dạ, để bán. Bán là bán như thế nào con? Bán là bó lại rồi bán. À, một bó là bao nhiêu tiền? Dạ, 5.000. À, con đưa ra chợ hay đưa đi đâu? Dạ, con đưa ra chợ. À, rồi trước khi vào thăm hoàn cảnh của con á, thì con nhìn lên đây này, con đừng có sợ gì hết ha. Dạ. À, thầy với ông bà cô bác đến đây để giúp đỡ cho con với mẹ ha. Con có thể giới thiệu với ông bà, cô bác biết được con tên gì không? Dạ, con tên là Nguyễn Chí Hiền. À, năm nay Hiền nhiêu tuổi con? Dạ, năm nay Hiền 11 tuổi. Hiền hay Hiền con? Hiền. À, Hiền hả? Trời ơi, rồi là cả Hiền con đi học không? Dạ, có. Con học lớp mấy rồi? Dạ, con học lớp 6. À, quý cô chú anh chị này, thấy sáng giờ làm mồ hôi mồ kê đổ này, thấy tội không? Là con cắt rau từ mấy giờ tới giờ? Dạ, con cắt rau từ lúc 8 giờ. À,
là nhà như vậy này, ví dụ như rau như vậy là một bó khoảng bao nhiêu con? Một bó khoảng 5.000. À, ý là một bó nhiều không á? Bó nhiều. Là con bó một bó lại vậy là được 5.000. Dạ. À, rồi có ai cho thêm con tiền không? Dạ có. Là mấy ông bà cô bác ở chợ thì có biết hoàn cảnh của con không? Biết. À, là con hiện tại còn đi học không? Còn. À, giờ hiện tại là đang nghỉ học đúng không? Dạ. À, vậy thôi đi, con đi rửa ráy đi, đi vào thăm mẹ ha. Dạ. Thương quá, rau quý cô chú anh chị này. À, rau ở đây. Cái này thì chắc cũng được khoảng 5 bó gì đó. Ủa, nhà bên đó là nhà ai con? Cái nhà của Dượng con. Dượng hả? Dạ. À, Dượng còn ở đây không? Nhà Dượng con chết rồi. À, giờ nhà này ai ở? Nhà này là của mẹ nuôi con. À, mẹ nuôi là vợ của Dượng đúng không? Dạ. Rồi, em chào chị. Trời ơi, đây là mẹ hả? Dạ. Trời ơi, nhà có bóng đèn gì không con? Có. Con bật bóng đèn lên giùm thầy đi. Wow. Ở trên này là ai? Cha con. Rồi bên này? Ông ngoại con. Thầy cho xin phép thắp cho ba nén nhang nhé. Dạ. Cha con thì mất lâu chưa? Lâu rồi. Con nói chuyện là ví dụ thầy hỏi là ba con mất lâu chưa, con mới nói dạ mất lâu rồi ha. Con đừng có trả lời ngang vậy nhá. Ông bà không thương đâu. Cha con thì mất được mấy năm rồi con trai? Được 4 năm rồi. À, thôi mình lại trò chuyện với mẹ ha. Dạ em chào chị nhá. Dạ, chào anh. Dạ. Chị thì có thể trò chuyện được không? Được. À, chị có thể cho em với ông bà biết được chị tên gì không chị? Chị tên là Thập Thị Thierry. À, chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 47. Dạ. Là chị là người đồng bào hả chị? Dạ, chị người Khmer. À, đồng bào của Khmer ha. Chồng người Việt. Chồng người Việt hả? Dạ. Là hiện tại là chị tình trạng sức khỏe như thế nào? Sáng giờ cũng yếu rồi, bị cái u phổi, hai bên phổi. Là ung thư hay sao chị? Này cũng dây căng luôn rồi. À. Rồi khối u của cục sống cổ, thì sạch cục sống cổ nữa. Dạ. Hai tay nó bị cái cơ lại rồi. Teo cơ hả? Teo cơ. Em nghe nói chị là bệnh viện trả về hả sao? Vậy cũng như là người ta là điều trị hết thuốc á, người ta đưa gì à? Yeah. Nhưng mình không có tiền nữa, người ta đưa về luôn. Yeah. Khả năng cao quá. Hiện tại là chị phải thở bằng bình oxy như vậy hả? Dạ, yeah, bình oxy. Một ngày vậy là cái bình này thì xài được bao lâu chị? Thở hôm hết hơn nữa bệnh này đem trả. Giờ thở tiếp. Một bình này là nhiêu tiền chị ha? Cũng chưa biết nữa, người ta chưa có lấy tiền nữa. Chúng mình thuê đưa tiền trước 500 vậy đó. Dạ. Yeah. Rồi người ta tính. Dạ. Yeah. Thôi để chị nghỉ xíu đi chứ nói lắm cũng mệt đúng không chị? À. Thì cho chuyện với con trai xíu này. Con trai thì bình thường là một buổi con thì là đi học đúng không? Dạ. Vậy thì một buổi con sẽ làm gì? Một buổi thì con sẽ đi lượm dây chai. Là dây chai là con đi lượm ở đâu? Dạ con lượm mấy chỗ mấy kinh á. À, rồi là con về bán hả? Dạ. Một ngày vậy con lượm được nhiều không? Dạ, được một bao. À, con đi lượm là đi bộ hay là đi bằng phương tiện gì? Con đi bộ. À, rồi nhà con làm có mấy anh chị em? Không có. Là có mình con thôi hả? Ừ. Ủa rồi, bây giờ là cuộc sống là mình con mưu sinh vất vả lo toan vậy hả? Ừ. Ủa trời ơi. Rồi như vậy thì tiền hàng ngày thì con lấy tiền đâu để lo cho mẹ? Thì đi là không muốn, hái không muốn. À, hái nó muốn như vậy thì thầy cũng thấy đâu có được nhiều đâu. Ví dụ như con cắt đợt này thì nó hết rồi, thì đợt sau đâu còn cũng lâu lâu nữa mới cắt được đúng không? Dạ.
Ví dụ hồi nãy thầy dạy thấy vậy cũng được 5-6 bó đúng không? Dạ. Bán cũng được 25-30 ngàn. Rồi cái tiền mà con bán được về con sẽ làm gì? Con nuôi mẹ, mua đồ ăn. À, có khi nào bị thiếu tiền không? Có. Rồi những lúc đó con phải làm sao? Hả? Những lúc con lo đó con làm sao? Con lo. Lo sao? Nói cho thầy nghe được không? Có nào mà con phải nhìn đói chưa? Ừ chứ. Sao con khóc rồi? Hả? Sao sao con nhìn ông bà của ba con nói sao con khóc đi. Mẹ con không lo được cho mẹ. Con không lo được cho mẹ để con khóc hả? Dạ. Con như vậy là quá tốt luôn rồi đó. Hả? Bằng lứa tuổi của con thì người ta được tới trường chỉ cần ăn học thôi, con phải mưu sinh vậy là con quá giỏi rồi, con biết không? Dạ. Con sợ điều gì nhất bây giờ? Dạ, chứ không cho ông được mẹ. Hả? Nuôi ông được mẹ. Nuôi ông được mẹ hả? Dạ. Vừa mẹ đi bệnh viện thì con có đi theo mẹ không? Không được đi. Sao ạ? Sao con không được đi? Nhà bé bắt con không cho à. À. Sợ lên đó thì tốn tiền thêm, tiền ăn, tiền ở hả? Dạ. Ôi. Tội quá. Rồi hàng ngày thì con chăm sóc mẹ như thế nào, có thể kể cho ông bà cô bác nghe được không? Dạ, mẹ kêu gì con làm cái đó. À, mẹ kêu gì làm đó hả? Dạ, mẹ kêu biết cơm thì con biết cơm cho mẹ ăn, đút cho mẹ. À, là hàng ngày là con đút cho mẹ ăn từng muỗng vậy hả? Dạ. À, vậy con thấy có cực không? Không. Sao không cực? Để con có mình mẹ. À, là cuộc sống con giờ chỉ còn mình mẹ. Dạ. Mà mẹ nằm như vậy thì con cũng buồn lắm đúng không? Dạ. Con sợ mất mẹ lắm đúng không? Dạ. Rồi sang năm thì con có tính đi học không? Mẹ không biết nữa. Sao vậy? Là không có tiền hay sao con? Hay là không ai chăm mẹ? Mẹ không có tiền. À. Trời ơi, tội quá quý cô chú. Là cái con có phải canh mẹ thường xuyên không? Cái bình oxy này thì con có biết không? Nhớ không? À, là mẹ cứ kêu gì là con làm theo đó hả? Dạ. Vì con còn quá nhỏ đúng không? Dạ. À, mẹ bị bệnh vậy thì lâu chưa con? Dạ lâu rồi. À, giờ con có ước mong gì không? Con ước muốn gì không? Con nói ông bà cô bác nghe đi. Dạ con ước là có nhiều tiền nuôi mẹ rồi cho con đi học. À, rồi ước gì nữa không? Hết rồi. Có ước có xe đẹp không? Không. Sao ạ? Sao con không ước có xe đẹp? Con không muốn. À, con chỉ muốn mẹ sống thôi đúng không? Dạ. Không cần xe đúng không? Dạ. À. Trời ơi, chị ơi, sao bé toàn nghĩ cho chị không à? Hả? À? Nó lo cho chị gì đó. Rồi con trai hiếu thảo vậy chị cũng mừng chị ha? Dạ. Rồi là em nghe chị nói kia nói là phần trăm sống của chị là chị còn tính bằng đầu ngón tay hay sao ạ? Sao nghe nó sao? Ý là cái phần trăm để chị hết bệnh và sống sót á, nghe nói thấp lắm hả? Dạ. Bác sĩ nói sao chị? Nhưng cái u này nó bự quá rồi. Dạ, vậy là mình cũng không còn cách nào hả? Còn, nhưng mà mình không có tiền điều trị á. À, là xạ trị hay sao chị? Bác sĩ cũng chưa nói xạ trị, nó cũng như này, tại nó dây căng tung lum hết trơn rồi. Rồi giờ sao? Sang năm mới tính sao? Con trai thì sao? Có cho đi học không? Thì chị cũng dặn nó, chỉ còn cô bác đồ đó phụ cho nó loan, không tới nơi tới chốn đi. Nhưng mà bà con cô bác nghe nói ai cũng nghèo mà. Hồi nãy cái cô kia mà cũng dâu gì đó mà cũng chồng mất mà đúng không? Chồng mất. Nghe nói thương chị nhiều lắm. Dạ, chị em dặn không ai bỏ hết trơn á. Dạ. Rồi chị như vậy thì có ăn uống được không? Ăn uống được một chút vậy á. À. Ôi con trai, bình thường mẹ như vậy thì mẹ ăn uống sao? Cô ăn được không? Được. Ăn được nhiều không con? Nhiều. À, là bình thường là đồ ăn là ai nấu? Nói đồ ăn là bác con. À, bác nấu phụ con hả? Dạ. Con biết nấu không? À, biết được chút. À, chút thôi hả? Dạ. Ừ, rồi con đi, con dẫn thầy đi thăm nhà một vòng nha. Rồi đừng có khóc, khóc thì mẹ buồn đó ha.
Nhà thì bình thường là con ngủ ở đâu? Con ngủ ở đây. À bên này hả? Dạ. Nhà này thì xây lâu chưa con? Dạ lâu rồi. Khi cha còn sống không? Có, khi cha còn sống. À khi cha còn sống thì con cha làm xây được ha? Dạ. Cũng chưa tô được đúng không con? Dạ. Ở nhà này là nhà tình thương hay sao ạ? Nhà tình thương. À là tối con ngủ đây? Dạ. Là cái mấy cái này là sao đây? Này là xịt cồn á. À mỗi lần con chăm mẹ là con xịt khử khuẩn ha? Dạ. À đúng rồi, mỗi lần con chăm mẹ xong á con xịt cho bàn tay vậy này đúng không? Dạ. Cho khử khuẩn đi ha. Ôi nhà bên kia thì chưa được tô luôn kìa. Bách trên kia, trên kia thì những cái đòn cây quý cô chú anh chị, những cái đòn cây cũng mục hết rồi. Đây đi đi với thầy đi. Rồi trong này là cái gì con? Trong đó là trong buồng. À. Đi vô thăm nhà luôn để ông bà cô bác biết luôn á. Không sao đâu. Mình nhà mình có sao mình thăm vậy con trai ha. Là cái này là để che buồng ha. Đây. Rồi đồ đạc con đây hả? Rồi là cái chỗ học tập của con đi học ở đâu? Dạ con học là con đem ra bàn. À ra bàn con học ha. Dạ. Trong này chỉ đựng đồ thôi ha. Dạ. Gạo kia là ai cho con hả? Chuyên chùa. À chùa cho hả? Dạ. Là chùa cũng biết hoàn cảnh của con như vậy ha. Dạ. Con có hay đi chùa không? Dạ không. À lâu lâu con phải đi chùa ha. Con dạ. Cầu nguyện cho mẹ con sức khỏe nha. Dạ. Được không? Dạ. Thì con đi học thì có được phần thưởng gì không? Được cái khen. Giấy khen? Dạ. Ồ, một mình vậy mà vẫn cố gắng học tập giỏi vậy hả? Dạ. Thầy nghe nói là con đá bóng giỏi lắm hả? Dạ. Là con đá bóng được giải gì không? Giải gì. À, rồi là được tiền gì không? Được 1 triệu mấy. À, 1 triệu mấy là cả mấy bạn hay là mình con? Dạ, cả mấy bạn. Rồi chia được người mấy? Một người là được 1 triệu tư. 1 triệu tư hay 100 tư? 1 triệu. Ý là 1 triệu là mấy 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 bạn? À, 10 bạn. 10 bạn 1 triệu. Dạ. Người được 100. Dạ. Rồi 100 đó về con làm gì? 100 đó là đưa cho nội. À, để nội mua đồ ăn hả? Dạ. Trời ơi. Rồi con nhà con nấu ăn ở đâu? Dạ. Ý là nấu ăn là sau này hả? Nấu ăn là chỗ này. À, chỗ này nấu ăn ha. Cái này có bóng không con? Có. À, có bóng đèn bật giùm thầy đi. Đây là khoảng không nấu ăn của bé nhỏ này quý cô chú anh chị. À, có đèn rồi con. À, toàn bộ cái nền này thì cũng là nền đất hết quý cô chú anh chị. Đây đây đi với thầy đừng sợ, thầy bảo vệ con mà. Đẹp trai quá mà ta. Là nấu ăn đây ha. Yeah. À, rồi là dưới này là sao, nấu bếp củi hả? Dạ. Yeah. Ôi bên này là củi này, rồi là xài nước đó con ha. Dạ. Hoàn toàn là bằng nền đất hết rồi. Là ba con thì ăn nghỉ ở đâu? Ba con chung cất ở đâu? Dạ, thầy giúp con. Sau này hả? Dạ. Đi thăm ba luôn ha. Dạ. Là ba chung cất ở đâu? Dạ. À. Có hay ra thăm ba không? Hả? Con có hay ra đây thăm ba không? Có. Ra thăm ba thì con nói điều gì với ba? Lại đây đứng. Hả? Lại đây đứng. Đứng nhìn ba vậy thôi hả? Ừ. Có tâm sự với ba điều gì không? Ừ. Là mỗi ngày là con cứ ra đứng nhìn ba vậy hả? Ừ. Không nói điều gì với ba luôn. Ừ. Có khoe ba là con được giấy khen không? Có. Rồi có khoe ba là con đá bóng giỏi được dạy gì đó không? Lúc đó con không có khoe. À sao mà? Tại lúc đó con không có ra đây. À, là mộ ba chôn sát nhà vậy luôn. Cha khi đó mất cũng còn trẻ con ha, mới 4 mấy tuổi đúng không? Dạ. Thương quá. Là rau chỗ này là con trồng hết hả? Bên này nữa đúng không? Dạ. Quá trời rau luôn quý cô chú chị. Là bình thường là con cắt bên đó xong. Yeah. Khi nào bên nó hết rồi mới qua đây hả? Dạ. Yeah. Rau này thì con có đâu có phun thuốc gì hả? Rau sạch đúng không? Dạ. Yeah. Và con có bác ở khu vực này thì mua ủng hộ rau bé nhá. Rau là rau sạch. À, mọc ở dưới
chỗ vườn bé, bé không có xịt thuốc luôn á. Chỉ là xong rồi tự nhiên lúc mẹ với bé đang khỏe trồng nó, giờ nó cứ phát triển vậy con ha. Rồi từ sang năm thì con tính sao? Còn đi học là được nữa hay không? Con tính, dự tính sao? Chắc con đi. Đây, đây, quay lại đây nói chuyện với ông bà của bác đây. Là con tính sao? Dạ, chắc con tính là đi học. Mẹ dặn con sao? Mẹ dặn con đi học, thế nơi tới chốn. À, là con đi học thì bằng phương tiện gì? Dạ, con đi bằng xe đạp. Chiếc xe đạp mà hồi nãy thầy vô gặp con đi đó hả? Dạ. À, thương quá. Rồi là có nhà tắm gì cho con? Dạ, có. Nhà tắm trong này hết ha. Nhưng mà chưa được tô đúng không? Nhà tắm trong đây. Mà chưa được tô hả? Chưa được tô xi măng hả? Chưa. À, bình thường vậy con phải ngồi đây trực mẹ liên tục vậy hả? Dạ. Đâu được đi hả? Không. Ôi ơi, trước này thì che mấy cái này này quý cô chú anh chị, khỏi mưa tạt với lại nắng vô. Mãi bên này thì cũng là máy tranh này. Đó chút xíu vậy ra con ngồi với mẹ đi. Sao chị? Nó có ngang đây à. Ông xã ông thấy chặt quá đó. Nên ra được miếng này được bộ giạc nữa nè. À, khi nhà này xây là khi chồng còn sống đúng không? Dạ. Chồng thì mất mấy năm rồi chị? Dạ, mất rồi 2018. 2018 là nay 5 năm rồi. Dạ. Là khi đó có bị bệnh làm sao? Ảnh hả? Ảnh bị ung thư phổi. Ủa, cũng giống chị hả? Ảnh cũng giống chị. Ý có cái nào mà do nó lây phải không? Lây nhiễm không? Mà bác sĩ vô cũng như là người nào ra người nấy. Chị thì bị ông có khối u, còn anh thì ung thư. Là anh... không có phải do lây đúng không? Dạ phải, có hỏi bác sĩ nữa. Nhưng vì phải ký cho bé thì đó. Có ăn riêng chén không? Có. À, còn dẫn chích ngừa cho nó nữa. À, năm chích một lần. Bữa giờ kiểm tra sức khỏe cho bé chưa? Dạ chưa. Dạ. Cứ một năm vậy chích ngừa cho nó một lần, sau này đừng cho giống cha mẹ nó vậy đó. Dạ, một bình này mình thở được khoảng bao lâu chị? Có một ngày đêm hết à. Ngày đêm hết. Dạ. Bình này chắc cũng nhiều tiền ha. Dạ. Tự quen á chúng ta. Rồi bữa giờ thì hai mẹ con sinh hoạt là bằng cái tiền bé lụm ve chai rồi là bé cắt rau bán thì có đâu có đủ được. Dạ, rồi ngoài ra thì lấy tiền đâu chị? Thì bà con của bác có thấy từ nghiệp á, nó cho 50% vậy đó. À, để dành mua đồ ăn. Dạ. Gạo thì cũng bà con cố bán cũng cho. À, giờ là sống bằng tình thương của ông bà cô bác đối xóm vậy đó. À, ở đây thì hồi nãy em trò chuyện với cô kia thì cô kia thương chị nhiều lắm. Dạ. Khóc luôn mà. Dạ. Giờ chị thì cũng chắc nỗi băn khoăn nỗi lo nhất của chị bây giờ chắc là người con trai chị ha. Đó phải rồi. Chị mà mất thì không biết bé sống với ai. Bé gì? Chị có nghĩ về điều đó, chị nghĩ sao? Dạ cũng có. Thì đó còn cha còn mẹ đó chết mẹ. Con bơ vơ biết gì đâu. Dạ. Tội nghiệp lắm. Thôi chị đừng có xúc động nhé. Chị đang dậy thì chị đừng có xúc động. Chị đừng có khóc nha. Còn mẹ lo cho con á. Chị cũng dặn là cho nó ăn học, gắng học lên đây sau này có tay nghề. Nó cũng gắng lắm, nó gắng học giỏi. Học giỏi lắm, bé học giỏi lắm. Dạ. Chắc có người con dạy chị cũng mừng, tự hào lắm chị ha. Dạ, đúng rồi. Dạ. Chị phát hiện bệnh của mình như vậy thì lâu chưa chị? Phát hiện là 2021. À, 2021 hả? Là điều trị tới giờ luôn? Điều trị thuốc nam nữa. Dạ. Thuốc tây, thuốc nam nữa. Ừ. Người ta nói với căng, trị hết nổi luôn rồi. Dạ, giờ là mình về như vậy. À, thở oxy như vậy và cố gắng sống vì con đúng chị? Dạ phải. Dạ chắc niềm động lực lớn nhất của chị bây giờ là sống vì con chị ha. Dạ. Dạ. Thấy con trai thấy mẹ thương con nhiều không? Nhiều. Mẹ nói là con làm sao mà phải ráng học tập á, đừng có bỏ học. Mẹ có mất đi thì con cũng phải ráng mà sống. Dạ. Con có gửi lời gì cho đời tới mẹ không? Có. Con nói sao? Nó là con ghé học giỏi. Cái học giỏi có giấy khen cho mẹ vui. Ừ. Nắm tay mẹ nói điều gì với mẹ đi. Con nói gì với mẹ, nhìn mẹ nói gì? Cái học giỏi, quý khen, tiền nhiều nuôi mẹ.
thì cho mẹ vui. Con mất ba rồi, con chỉ còn mẹ nữa thôi đúng không con? Dạ. Mẹ mà ra đi thì con biết sống với ai? Con còn quá nhỏ đúng không? Dạ. Thật sự thì Đồng cũng không muốn cho bé buồn, nhưng mà thực tế, hãy nhìn vào thực tế quý cô chú chị. Bệnh viện đã trả về rồi, chị phải thở oxy như vậy thì cũng không biết sống đến ngày nào. Dạ, có rồi. Chị nói là cố gắng sống được ngày nào hay ngày đó là vì con á. Mẹ sống vì con á, chứ cuộc đời mẹ thì mẹ biết số phận của mẹ rồi. Mẹ số cố gắng sống từng ngày như vậy á, cố gắng ăn từng muỗng cơm con đút á là vì con biết không? Dạ. Con có điều ước gì cho mẹ không? Nếu mà đánh đổi giờ thầy hỏi á, nếu mà con có hai sự lựa chọn ha, nếu mà con có số tiền thật nhiều với lại mẹ sẽ sống bên con trọn đời thì con chọn cái nào? Mẹ sống bên con trọn đời. Sao con chọn tiền? Dạ, con chọn tiền là mẹ con không có còn nữa, là con biết sống với ai. À, mà con chỉ cần mẹ thôi ha. Dạ. Tiền rồi sau này con lớn thì con có thể kiếm được đúng không? Dạ. Chứ mất mẹ rồi thì không biết tìm đâu đúng không con? Dạ. Thương quá. Rồi chuẩn bị vào năm học mới thì con đã mua được gì chưa? Chỉ được bộ sách. Là ai tặng cho con? Nhà trường. À, nhà trường tặng cho con hả? Dạ. Là con có muốn có chiếc xe đạp điện để đi học không? Không. Sao vậy? Dạ, từ đây tới trường gần. À, nếu mà số tiền đó thay vì để mua xe đạp điện thì để tiền đó nuôi mẹ đúng không? Dạ. Con có nghĩ vậy không? Có. À, thương quá quý cô chú chị ơi, một hoàn cảnh như vậy này, cha mất thì an nghỉ cũng gần nhà luôn, một mình bé này hàng ngày phải mưu sinh vật lộn với cuộc sống, kiếm từng tiền từng đồng để về nuôi mẹ. Chắc con dậy thì con cũng đâu dám ăn uống cho nó giống như thích, con thích gì ăn đó mà con phải để dành tiền cho nuôi mẹ hả? Có bao giờ con thèm cái gì giờ đó mà không dám ăn không? Có. Con thèm gì? Dạ, con thèm cá chiên. Hả? Cá chiên. Cá chiên hả? Dạ. Là cá viên chiên hay là con cá chiên lên? Con cá chiên lên. Vậy hả? Dạ. Để lấy lát nữa thầy gửi tiền con đi mua cá về chiên ăn một bữa được không? Được. Thèm không? Thèm. Thiệt luôn? Dạ. Là sao không dám mua? Dạ, con mua là không có gì mua cho mẹ ăn. À, là toàn bộ là dành cho mẹ hết. Dạ. Trời ơi, thương chứ hả? Cái này có ai dạy con không? Hay là con tự biết? Dạ, con tự biết. À, rồi đi học thì bạn bè có hỏi con là cha mẹ con đâu không? Không. À, có biết gia đình con vậy không? Biết. Rồi bạn bè có động viên con không? Có. Động viên sao? Động viên là như các kiểu là ủng hộ con vậy á. Ủng hộ tinh thần ha. Dạ. Rồi nói con cố lên đúng không? Dạ. Là hai anh chị là chỉ có bé là con duy nhất hả? Có đứa gái nữa mà nó có gia đình. À, rồi có hay về đây không? Nó cũng đi mặn mướn gì đó. Dạ. Cũng nghèo quá. Mà ngày nào sống ngày nay. Dạ. Là cũng đâu có về đây hả? Không. Dạ. Lấy chồng xa không chị? Dưới cũng ngang dưới ạ. À, cũng xa ha. Dạ. Ôi ơi, giờ là cứ sống bằng oxy như vậy quý cô chú anh chị này. Là hai bình này là một bình còn, một bình hết hay sao chị? Hay còn hết? Còn, mới đi đổi gì á. Mới đổi hả? Dạ. Là cái này đổi người ta có lấy tiền không? Cũng như là cầm chân 500 vậy đó. À. Người chừng gọi mình ta tính. À. Mình thấy không có tiền nè. Ta kêu đem về thở đi. Ừ. Sau này mới tính. Ừ. Rồi con trai là con cắt dậy là con chiều mới đi bán hả? Đi chiều. À, cái đó thì khoảng nhiêu tiền? Thầy mua cho con ở nhà một bữa. Dạ, một bó 5.000. Là cái đó được khoảng nhiêu bó? Thầy mua cho con thành 10 bó được không? 50.000 được không? Được. Hả? Được. Là lỗ hay lời?
Hả? Không biết. Đây đây đây, ra đây đây. Ra đây quý cô chú anh chị này. Đây bé cắt sáng giờ này. Cái này chỗ này thì chắc được khoảng 5 bó nha. Thầy mua thành con 10 bó được không? Hả? Lát nữa bỏ vô túi cho thầy nha. Được không? 10 bó thì con có lỗ không? Không. Lời đúng không? Mua cho bé ở nhà với mẹ một bữa. Chứ chiều con lại đưa ra chợ con bán vậy hả? Ừ. Chị ơi, hôm nay thì em tới thăm biết được hoàn cảnh của gia đình mình vậy á? Thì đầu tiên em hỏi thăm sức khỏe của hai mẹ con. Yeah. Sau đó thì em muốn tìm hiểu hoàn cảnh để kết nối với Quý Nhà Hảo Tâm á. Yeah. Để xem có giúp đỡ gì cho hai mẹ con trong cuộc sống á. Dạ. Yeah. Thì sau đây thì em cũng xin phép trích một ít quý của Quý Nhà Hảo Tâm gửi cho hai mẹ con. Yeah. Để cho hai mẹ con có tiền mua thức ăn ha. Yeah. Con trai ha. Dạ, hôm nay thì ghé thăm hoàn cảnh của hai mẹ con như vậy quý cô chú anh chị. Một bé trai rất là ngoan luôn. Hàng ngày cuộc sống mưu sinh, cắt rau bán, trồng rau bán, nuôi mẹ nằm như vậy này. Và thậm chí bé nói thèm cá cũng không dám ăn luôn. Hôm nay thì xin phép được trích quý của anh Hoàng Phúc là 2 triệu đồng. Với trích quý của anh Tâm Phúc 2 triệu đồng. Hôm nay thì đồng xin phép trích quý của anh Tâm Phúc 2 triệu với anh Hoàng Phúc 2 triệu để gửi cho bé. Như vậy hôm nay thì con sẽ gửi cho cô với bé là 4 triệu nhé cô. Con trai. Nè cần thầy con nhận tiền nha. Cái này là bao nhiêu? 1 triệu. Cái này là nhiêu con trai? 1 triệu. Rồi nhiêu? 2 triệu. 3 triệu. 4 triệu. Đủ chưa? Đủ. Số tiền này mà con trai bán rau thì có nhiều rau không ta? À quên nữa, xin lỗi. Thầy phải trả 50 ngàn tiền rau nữa chứ. Thầy xin lỗi con trai nha. Đây cái này là 50 ngàn tiền rau quý cô chú chị. Đồng mua thì lát nữa đồng về đồng luộc, đồng xào gì đồng ăn. Hoặc là đồng sẽ cho mấy bà con gần ở đây á. Mấy bà con mà cũng hoàn cảnh khó khăn á. Thì là cái này là tiền rau ha. Còn cái này là tiền quý ha, 4 triệu ha. Cái này mà con bán rau chắc cũng nhiều lắm ha. Rồi con nhìn lên đây này. Con gửi lời gì đến ông bà cô bác không? Con gửi lời gì ông bà cô bác không? Con cảm ơn ông bà cô bác đấy. À, cảm ơn ông bà cô bác đã giúp đỡ cho con và mẹ. Để giúp đỡ cho con và mẹ. Con chúc ông bà cô bác gì không? Con chúc ông bà cô bác nhiều sức khỏe. Chúc ông bà cô bác nhiều sức khỏe. Làm ăn phát đạt. Làm ăn phát đạt. Con sẽ cố gắng học thật tốt gì đó. Con sẽ cố gắng học thật tốt. Để cho mẹ vui. Chị có gửi lời gì đến ông bà cô bác không chị? Chị gửi lời thăm bà con cô bác gần xa. Giúp đỡ cho chị có tiền chị mua thức ăn hai mẹ con. Cảm ơn nhiều lắm. Để chúc chị nhiều sức khỏe nha. Cố gắng lên nha chị. Cố gắng vì con. Ví dụ như sau này thì hy vọng thì sức khỏe chị sẽ ổn định dần. Nếu mà đủ duyên thì em sẽ quay lại thăm lại hai mẹ con nha. Chúc chị cho sức khỏe nha. Con trai cố gắng lên nha. Nếu mà đủ duyên thầy quay trở lại đây nè. Có mong thầy quay lại không? Mong. Rồi thì quý cô chú anh chị, video đến đây thì cũng khá dài rồi. Thì cũng tìm hiểu về được hoàn cảnh của bé như vậy á. Cha thì mất, mẹ thì nằm liệt giường như vậy này. Thở bằng oxy. Cuộc sống thì tính bằng đầu, từng ngày theo đầu ngón tay vậy đó. Cũng không biết là mất khi nào. Thì bỏ lại bé một mình bơ vơ giữa cuộc đời vậy. Thì không biết nương tựa vào ai. Hy vọng khi xem được thước phim này thì được quý cô chú anh chị chia sẻ để tới được nhiều quý nhà hảo tâm, giúp đỡ cho hai mẹ con một phần nào đó trong cuộc sống. Và có thể cứu lấy mạng sống của người mẹ để chăm sóc cho em, giúp em có người nương tựa để có thể tiếp tục tới trường. Đồng cũng chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Hẹn gặp quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo của Đồng. Đồng và bé chào quý cô chú anh chị. Chào ông bà cô bác đấy.